người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay thì mình đã chuẩn bị sẵn một bức tranh có in hình là hình ảnh của cô dâu và chú rể trong ngày cưới của mình, rất là xinh, cùng tay nhau, cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường nha mọi người. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tô màu trong bức tranh in hình cô dâu và chú rể này của mình nhá. Chúng ta bắt đầu thôi. Ok nha, mình sẽ cùng nhau tô màu cho cái nhân vật này. Phần tóc của cô dâu thì mình sẽ tô màu vàng. Phần tóc này mình sẽ tô màu vàng nha. Tiếp theo là phần cái vải đằng sau này mình sẽ tô màu hồng nha. Đây là phần cái đằng sau của cái váy mọi người. Đây là váy của cô dâu, mình sẽ tô màu cam nha. Tiếp theo là phần cái đây là mình sẽ tô màu cam nha. Phần cái vai áo ấy. Và tiếp theo đây là phần bó hoa. Phần bó hoa thì mình sẽ tô màu vàng. Đây nhá, phần hoa mình sẽ tô màu vàng nha. Phần này là phần hoa cưới cô dâu đang cầm nha. Tiếp theo phần váy của cô dâu nha. Váy cô dâu bên dưới mình sẽ tô màu cam. Phần cái váy của cô dâu này thì mình sẽ tô màu cam nha.
Đây là váy của cô dâu nha. Phần trên váy thì mình sẽ tô màu xanh. Phần áo chú rể mình sẽ tô màu cam nha, màu xanh nha. Đây phần áo bên trên thì mình sẽ tô màu xanh. Phần áo bên dưới của chú rể thì mình sẽ tô màu nâu nha. Đây là bức tranh tô màu về hình ảnh cô dâu và chú rể đang cùng nhau trong đang rất là vui trong rất là ngày cưới của mình nha mọi người ơi. Đây. Bức tranh này mình đã hoàn thành xong nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết cái video tô màu hình ảnh cô dâu và chú rể này của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tô màu tiếp theo. Và đừng quên ủng hộ kênh YouTube của mình bằng cách cho mình xin một like, một lượt share cũng như là ấn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.